Và lên bóng của các cầu thủ Aqua City. Trần Duy. Rất tốt thôi, vẫn là các thủ Aqua City. Tấn Thảo. Và cái bóng chính xác. Sự đẹp rất lớn đến từ Aqua City. Đường chuyền sang, không được. Rất đáng tiếc cho các thủ Aqua City. Lê Tấn Thảo đã bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn sau đường chuyền của đồng đội Long Khải, người đã bóng đội trưởng. Đấy là Long Khải. Không được. Rất chính xác. Và đường chuyền lên của Trần Duy. Rất nguy hiểm. Không thể có bàn thắng. Thiếu chút nữa là quả phát bóng lên đã trở thành một siêu phẩm. Rất đáng tiếc. Có thể thấy là Aqua City Sport Club đã khởi đầu trận đấu đầy hứng khởi. Thì duy trì được cho mình sức ép khi cùng thành đối phương. Tấn Thảo. Không thành công. Bắt bóng nguy hiểm. Đang chờ đợi cơ hội xuất hiện. Cú đá không thể vượt qua được Hòa Pogba. Không được. Nỗ lực là của số 10 Vũ Mạnh Hà. Công chuyền tốt. Trần Duy. Đường chuyền dành cho Vĩnh Sang. Quả chọc khe. Không vượt qua được hậu vệ bên phía Aqua City Sport Club. Đã có tình huống phạm lỗi rồi. Người vào bị vào sau đó là Vũ Mạnh Hà. Người đứng trước bóng sẽ là Tấn Thảo. Không được. Vẫn còn. Đây là cơ hội. Vẫn kêu vào. Rất đáng tiếc dành cho Dục Long Khải. Một nỗ lực tuyệt vời của tiền đạo mang áo số 9. Nhưng ở trong cú đá thứ hai thì trái bóng đã không lăn vào khung thành. Trận đấu vẫn đang diễn ra rất sôi nổi. Vĩnh Giang. Đường chuyền hơi khó dành cho Hòa Phúc Ba. FFQ vẫn đang để cho đối phương phần nào đó lên lướt. Vĩnh Giang. Rất hay. Vẫn là các thủ FFQ. Đây là cơ hội bán đạp của Dục. Một tình huống bằng xuống đầy tốc độ của Dũng Liên Kết. Anh đã chủ động tranh chấp. Và sau đó có một pha bằng lên Dũng Anh. Nhưng lại thiếu đi may mắn ở cú dứt điểm quyết định. Lần đầu tiên ở trong trận đấu này mà khung thành của Aqua City phải nhận những hồi chuông báo động.
họ là những người đã chơi chủ động hơn ở những phút đầu tiên của trận đấu. Nhưng đừng xem thường AFQ, một đội bóng có lối đá thủ phản khó chịu. Chuyền của Trần Duy. Quả ném biên dành cho FQ. Đã có tình huống để bóng chạm tay tới từ số 10 Mạnh Hà. Pha không chế bóng khéo léo, nhưng sau đó cú đá cuối cùng là quá hiền. Pha xử lý của cảnh Mbappe. Cảnh Mbappe. Trần Duy. Vĩnh Giảng rất nhanh. Đập 1-2. Vĩnh Giảng sau đó đã có tình huống can thiệp của Tấn Thảo. Và phần tốt của các cầu thủ LQ, họ sẽ có thêm quả phạt góc. Đánh nhau! Như vậy là đã có bàn thắng vượt lên dành cho các cầu thủ LQ. Và bóng không bị ai theo kèm. Và cầu thủ bên phía FQ đã không bỏ lỡ thời cơ. Pha lập công là của số 11 Dũng Linh Gắt. Những phút và các cầu thủ FQ lấy lại được thế trận. Và thành quả cho là bàn thắng để dẫn trước 1-0 với đối thủ Aqua City. Tấn Thảo. Chuyền tốt của Tấn Thảo, nhưng số 29 của đá không thể đón được nhịp di chuyển. Quả bàn góc dành cho Aqua City. Và tranh chấp chủ động. Đường chuyền cuối cùng lại là quá mạnh ra cột 2. Vẫn là những nỗ lực tới từ các cầu thủ Aqua City. Giờ đây họ đang phải là những người rượt đuổi khi mà FFQ vượt lên. Ngày hôm nay là một ngày mà các cầu thủ Aqua City đang rất quyết tâm có được 3 điểm. Ở bên ngoài sân tôi đã thấy họ chuẩn bị sẵn một chiếc cúp và có thể sẵn sàng tặng thưởng cho những cá nhân xuất sắc trong ngày hôm nay. Vĩnh Giang là người cướp bóng bằng lên rất nhanh. Dũng liên kết căng ngang, có thể đá bồi. Cú ra chân hết tầm và dứt điểm cuối cùng là của Vĩnh Giang. Trước đó là cú đá của cảnh Mbappe. Thank you.
Rất quyết liệt nhưng quyền kiểm soát bóng vẫn đang thuộc về FFQ. Vinh Dạng, quả chọc khỏe, Dũng liên kết, quả đưa bóng vào là của Hội Sa Vi. Bóng đã chạm tay của Tấn Thảo. Quả đá phạt sẽ thuộc về phía FFQ, triển khai đá phạt nhanh. Cảnh em Mbappe. Tấn Thảo đá dài. Những đường chuyền như vừa rồi sẽ là rất khó dành cho Long Khải. Và cơ bóng của Long Khải. Nguy hiểm, bóng đến và đây là cơ đối mặt với Công Tinh. Rất đáng tiếc. Một thời cơ ngon ăn đã vụt mất khỏi chân của cầu thủ FFQ. Bóng bất ngờ đến với vị trí của Dũng Linh Gắp. Tuy nhiên thì Hùng Dũng lại dứt điểm không trúng khung thành. Cực kỳ đáng tiếc. Trong khi mà Qua City Sports Club phải đẩy cao lên tấn công, những quả trống phía sau hàng phòng ngự của họ sẽ xuất hiện nhiều hơn. Và đó là thời điểm mà FFQ trông chờ nhất. Lại một đường chuyền xoay, có thể tung ra cú dứt điểm. Cú đá cháy lưới. Và ra chân xuất sắc đến từ Hội Trà Vỉ. Hồ Văn Trung sẽ được tung vào sân thay cho Long Khải bên phía Aqua City. Cách biệt giờ đây đã là 2 bàn. Sau khi nhập cuộc hứng khởi thì lúc này Aqua City đã phải nhận 2 bàn thua. Những phút đã qua thì họ đã không còn duy trì được hàng phòng ngự như ở những phút đầu, khi buộc phải sân cao đá tấn công. Trần Duy là người cướp bóng. Đường chuyền dành cho cảnh Mbappe. Vĩnh Sảng và cơ hợp theo bài. Đá phạt dành cho Aqua City. Đứng trước bóng lúc này đó là số 13 bên phía Aqua City, Tấn Thảo. Hơi phiêu lưu. Nỗ lực sẽ giúp cho Aqua City có thêm quả ném biên. Sẽ lại có một cơ hội phản công dành cho các cầu thủ áo đỏ. Xin lỗi là áo hồng. Cảnh Mbappe. Vĩnh Sảng. Đường đưa bóng vào cuối cùng lại hơi non. Bóng đến với vị trí của Mạnh Hà nhưng anh đã khống chế không thành công. Đội bóng vào thay người nhưng trận đấu vẫn tiếp tục. Cảnh Mbappe. Cú sút điểm. Bàn thắng thứ 3 dành cho FFQ. Rất nhạy bén. Lần này người ghi bàn đó lại là Dũng Linh Gắt. Cú đúp của cầu thủ mang áo số 11. Và tỷ số trận đấu là 3-0. Ngay lập tức là câu trả lời. Hồ Văn Trung là người vừa tung ra cú đá dành cho Aqua City. Chào lên.
Lại là một đường chuyền sai đến TFFQ. Lỗi ném liền. Lúc này thì bên phía Aqua City đang sở hữu người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của giải đấu, đó là cầu thủ mang áo số 10 Vũ Mạnh Hà. Cho nên ngày hôm nay thì rõ ràng là anh đang nhận được sự chăm sóc khá kỹ lưỡng tới từ trung vệ đội trưởng Trần Duy bên phía FFQ. Đường phát bóng rất chính xác. Vĩnh Giả đỡ vô một không tốt. Cơ hội phản công dành cho Aqua City. Mạnh Hà rất khéo. Đây vẫn là cầu thủ mang áo số 10, Mạnh Hà. Rất quyết tâm nhưng vẫn là chưa đủ để giúp cho Mạnh Hà có được cơ hội dứt điểm. Tốc độ của cảnh Mbappé. Một tập hợp đội bóng áo hồng với rất nhiều những cầu thủ hàng đầu, từ Mbappe, Pogba cho thậm chí là Martial đang phải ngồi trên băng ghế dự bị. Rất tốt, cú sút xa, chưa thì có bàn thắng thứ tư. Vừa rồi đó là tình huống ra trận của số 89 Hải Alo. Mất bóng nguy hiểm. Đây sẽ là một tiếng 3-2 dành cho Aqua City. Không được, nhịp cuối thì đã bị chớ. Đó là số 13 Lê Tấn Thảo. Như vậy là cảnh Mbappe đã rời sân. Người vào sân đó là cầu thủ mang áo số 85. Đội bóng hơi sải, còi dứt điểm. Đã có tiếng còi của trọng tài. Quả đá phạt dành cho các cầu thủ Aqua City. Sẽ là một cơ hội để giúp cho Aqua City rút ngắn tỷ số, khi mà những tình huống phối hợp của họ chưa đem lại được nhiều hiệu quả và sức ép lên khung thành đối phương, thì những pha bóng cố định có thể được xem là chìa khóa. Cú đá thẳng rất tuyệt vời. Một siêu phẩm đã được vẽ lên. Một cú ra trận ấn tượng tới từ số 4 Hồ Văn Trùng. Cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị và để lại ấn tượng rất lớn. Không có cơ hội dành cho thủ môn của FFQ. Và như tôi đã đề cập, Aqua City sử dụng triệt để cơ hội với pha bóng cố định và rút ngắn tỷ số xuống còn 1 bàn. Một bàn thắng rất quan trọng, thu hẹp cách biệt và hơn nữa là giải tỏa những áp lực dành cho đội bóng áo vàng. Trần Duy. Nhịp trời đã bắt đầu lấy lại từ Aqua City. Tấn Thảo mất bóng nguy hiểm. Vừa mùa 2. Mùi bóng rất tốt. Văn Trung. Không thể có tình huống thoát đi của Hồ Văn Trung. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Và đúng lúc này trọng tài đã đổi còi khép lại hiệp đấu đầu tiên trận đấu giữa FFQ và Aqua City. Tỷ số lúc này đang là 3-1 nghiêng về FFQ. Họ đã dẫn trước 3-0 trước khi mà Aqua City tìm được bóng rút ngắn tỷ số những phút cuối của hiệp đấu. Chúng ta sẽ tạm nghỉ trong giây lát trước khi đến ngày với những diễn biến của hiệp đấu thứ hai. Chúng ta cũng sẽ trở lại ngay với những diễn biến của hiệp hai trận đấu giữa FFQ và Aqua City. Hiệp đấu đầu tiên đã diễn ra rất sôi nổi và tỷ số lúc này là 3-1 nghiêng về phía các cầu thủ FFQ. Họ đã có 3 bàn dẫn trước và những phút cuối thì Hồ Văn Trung đã có một siêu phẩm để giúp cho Aqua City. Đội bóng đã lặn lội từ Đồng Nai lên đây thi đấu có được bàn rút ngắn cách biệt. Đá ngay, khá nguy hiểm. Chiều nay thì nó đã có chai nước bay vào người anh Quyết, tiền à. Giờ bên ngoài ta vào á. Vâng. Cơ hội dành cho các thủ FFQ. Rất nguy hiểm. Bàn thắng thứ tư đến với FFQ. Và đó chắc chắn là bàn thắng đã tính cho người đưa bóng vào. Zulingat là người băng vào nhưng công lớn trong quả bóng vừa rồi và người lập công đó là cầu thủ ở bên thanh lạc cánh phải. Đó là số 85. Ngay lập tức là câu trả lời của Aqua City.
Vì sao? Có bóng người của Chelsea. Rất nhịp nhàng. Đưa vào. Không được. Tiếng đưa bóng rất tốt về cầu thành của số 85. Rất tiếc là Dũng Linh Gáp đã không thể nhập cột thành công. Đây là cơ hội dành cho Aqua City. Lại là một tiếng thổi bóng tốt. Đây là cơ hội phản công dành cho FFQ. Rất nhiều khoảng trống để xuất hiện. Đường chuyền cuối cùng lại hơi sâu vào với đà di chuyển của đồng đội. Và đường bóng là của Vinh Giảng. Một thời cơ bỏ lỡ rất đáng tiếc bởi các đội FFQ. Thổi bóng tốt. Vẫn là các thủ áo hồng. Có thể xuất hiện. Nhưng đó là đường chuyền về đáy biên. Cú đá này, cú rút dành cho số 85. Rất nhanh. Cơn lốc ở bên đường bên phải, bên phía FFQ lên tiếng mạnh mẽ để giúp trận đấu này tạo ra cách biệt 4 bàn. Tỷ số 5-1 đang được FFQ duy trì. Hồ Tấn Trùng lại mất bóng. Dũng Linh Gáp. Dũng Linh Gáp che rất tốt. Nhưng buồn trường cuối cùng đã không thể vượt qua được số 77 bên phía Aqua City. Không được. Bóng hơi cận chân. Rất nguy hiểm. Không được. Trần Duy rất tốc độ. Đường chuyền tốt. Đây là cơ hội. Rất đáng tiếc là đã mất chủ ở cú đá cuối cùng. Nỗ lực là của Dương Ca Ca. Quả chọc khe. Nhưng chọc khe không thành công. Trần Duy. Đi bóng rất hay. Không thể vượt qua tới 3 cầu thủ bên phía Aqua City. Và phối hợp theo bài không thành công. Mất bóng nguy hiểm. Cuối cùng là có bàn thắng dành cho các cầu thủ Aqua City. Một sai lầm của thủ môn bên phía FFQ đã biếu cho Aqua City một bàn thắng. Biệt đội kia đã không thể làm tốt trong pha bóng vừa rồi. Cách biệt được rút ngắn xuống còn 3 bàn. 2-5. Cơ hội vẫn chưa phải là hết đối với Aqua City. Và chuyển cánh. Và Pogba đã làm tốt. Cho bàn xác định sẽ là quả phát bóng lên dành cho Aqua City. Bóp đây chị sớm.
Rất hay, cú dứt điểm và bóng không thành công. Đường chuyền tốt, cú đá này không được và ra chân là của Thành Nhi. Tốc độ của trận đấu đang là rất cao, những diễn biến sôi nổi đến từ cả hai đầu sân. Sau cú đá vừa rồi, Thành Nhi cũng đã xin rời sân. Người sẽ trở lại đó là Tấn Thảo. Quang Nghĩa, đường truyền Tấn Thảo rất hay, không thành công. Hồ Văn Trung đã đỡ bước một không tốt. Bên phía Qua City có sự điều chỉnh, sự trở lại của cảnh Mbappe. Tấn Thảo và chuyển cánh hay, không thể qua người nhưng vẫn là cao thủ áo Qua City. Người đã can thiệp cuối cùng đó là Hải Alo. Cảnh em Mbappe không đủ tốc độ cho pha bứt tốc, đó là Vĩnh Giang. Quang Nghĩa và Vĩnh Giang sẽ rời sân ở hai bên. Trần Duy đội trưởng đã trở lại bên phía FFQ, trong khi bên phía Qua City thì người vào sân đó là số 89. Rất thiếu an toàn, cảnh em Mbappe cứ vào quá khó tìm. Cảnh em Mbappe được tặng một món quà từ hàng phòng ngự đối phương, nhưng anh đã không thắng được người gác đền bên phía đội bóng áo vàng. Trần Duy Hải Alo, cảnh Mbappe vẫn chưa có cơ hội để sửa sai. Đánh đầu, bóng lại chạm sang ngang. Cảnh Mbappe đang khá đẹp khi trở lại sân. Những cơ hội dứt điểm cận thành vẫn chưa được tận dụng thành công tới từ Minh Cảnh. Vũ Mạnh Hà đã trở lại sân. Anh vẫn chưa có bàn thắng nào cho ngày hôm nay để tiếp tục dẫn đầu ngôi vị vua phá lưới của giải đấu. Lại là một đường chuyền thiếu an toàn tới từ Aqua City. Văn Trung rất nỗ lực, đó là của cầu thủ mới vào sân thay người bên phía Aqua City. Không được, vẫn là đội bóng áo vàng, bóng không thể vượt qua được
Và Pogba. Cảnh Mbappé. Cảnh Mbappé có góc sút. Không được. Cú ra trận ấn tượng của số 12. Nhưng tiếc thay là trận bóng lại không đi vào khung thành. Rất khó nhọc. Khống chế của số 89 đã mở ra cơ hội dành cho các cầu thủ FFQ. 5-2, 5-2 nhưng không việc gì bởi vì đường truyền là quá mạnh. Một tình huống mà các cầu thủ Aqua City đã đập rất nhuyễn, thiếu may mắn một chút ở trong tình huống rất nhiều đầu tiên. Nhưng Long Khải có mặt kịp thời, tỷ số được rút ngắn xuống 3-5. Cơ hội chưa phải là hết đối với đội bóng áo vàng, nhưng họ lại không thể duy trì sự tập trung. Và phối hợp thiếu hợp lý giữa thủ môn và trung vệ bên phía Aqua City. Và cảnh Mbappé đã có thêm bàn thắng. Minh Cảnh đã bỏ lỡ rất nhiều thời cơ nhưng lần này anh đã không từ chối. Niềm vui ngắn chẳng tề gang. 3-5 và giờ là 6-3 cho FFQ. Ngày hôm nay thì NFC Cup đều đang chứng kiến rất nhiều bàn thắng được ghi. Trận đầu tiên 5 bàn, trận thứ hai 4 bàn. Và trận đấu cuối cùng này thì đang đầy ắp bàn thắng. Rất đẹp mắt. Quá nhạy bén và đó lại là cảnh Mbappé. Tỷ số trận đấu được nâng lên 7-3 với cú rút của cảnh Mbappé. Trận đấu này đang có số bàn thắng bằng tổng hai trận đấu trước. Cơn mưa thời tiết đáng ngớt nhưng cơn mưa bàn thắng thì vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. FFQ cho thấy ngày hôm nay họ thực sự vào chân. Và xử lý không an toàn của đội trưởng Trần Duy. Long Khải không được. Rất đáng tiếc, anh đã bỏ lỡ từ thời cơ đối mặt với Việt Đức kia. Đá phạt đình. Đáng tiếc là số 15 đã không thể băng vào đánh đầu chính xác. Long Khải. Văn Trung. Rất đáng tiếc. Aqua City vẫn chưa bỏ cuộc dù đã bị dẫn 4 bàn. Long Khải rất điệu nghệ. Mạnh Hà. Văn Trung. Và tấn công lúc này của cầu thủ Aqua City phối hợp với nhau rất đẹp mắt. Một pha dàn xếp tuyệt vời xuất phát từ quả đánh góc điệu nghệ của Long Khải và người kết thúc với quả đệm lòng hoàn hảo đó là Văn Trung. Hai bàn thắng anh ghi được ở trong trận đấu ngày hôm nay đều là những pha lập công cực kỳ ấn tượng, đều bằng cái lòng rất ngoan của mình. Quả đá phạt trong hiệp 1 bằng lòng trong chân phải. Và tình huống vừa rồi là một tình huống dứt điểm bằng chân trái. Văn Trung hai que đá rất tốt. Ừ.
Những phút thi đấu cuối cùng của trận đấu. Cách biệt 3 bàn. Liệu có được Aqua City tạo ra một cơn địa chấn? Bóng ở đáy nghiền. Rất nguy hiểm. Và bóng lộn xộn nhưng vẫn chưa thể có bàn thắng. Mạnh Hà. Sự ghép rất lớn được tạo ra bởi các thủ Aqua City. Mất bóng nguy hiểm. Cảnh Mbappe mở tốc. Trọng tài không bắt lỗi của các cầu thủ Aqua City. Lỗi vào sau của FFQ. Quả đá phạt. Quả đá phạt dành cho các cầu thủ Aqua City. Văn Trung lại là người thực hiện. Văn Trung. Quả phạt góc. Đưa bóng vào. Đường chuyền hơi khó dành cho đồng đội. Ném biên nhanh. Cảnh em Mbappe. Đã có pha phạm lỗi. Lỗi của Hồ Văn Trung. Quả đá phạt sẽ được thực hiện bởi Hải An Hồ. Cú đá thẳng. Bóng đi trúng vào vị trí của người gác đền bên phía Aqua City. Mất vận sân huy không? Đã có pha đẩy sau. Và quả penalty dành cho chính xác hơn là quả đá phạt mà thôi. Quả đá phạt dành cho FFQ. Một pha bóng thoát tim với các cổ động viên của Aqua City với tình huống vào sau của đội bóng áo vàng. À, như vậy là chính xác hơn là quả penalty dành cho FFQ. Rất đẹp, chính xác. Hòa Pogba đã không bỏ lỡ cơ hội và anh có cú hat-trick ở trong hiệp 2. Một màn trình diễn rất ấn tượng của số 85. Một lần nữa thì FFQ tạo ra cách biệt 4 bàn. Và khẳng định chắc chắn chiến thắng ở trong trận đấu ngày hôm nay. Chiến thắng thứ hai liên tiếp của FFQ sẽ làm đà cho họ trong cuộc đua vô địch. Mạnh Hà. Rất nguy hiểm. Cú dứt điểm. Tấn Thảo. Không thể có cú đá thứ hai. Cảnh Mbappe. Ngọc Hòa. Cú dứt điểm. Tấn Thảo có cú ra chân quyết đoán. Những nỗ lực cuối cùng của các cầu thủ Aqua City. Những cách biệt 4 bàn vào lúc này là rất khó để có thể san lấp. Họ đã đến rất gần với việc tạo ra bất ngờ. Nhưng những nỗ lực của Aqua City là không đủ và tiếng còi của trọng tài khép lại trận đấu. Đây là bàn thắng giữa Aqua City và FFQ. Chiến thắng thuyết phục thuộc về đội bóng áo hồng. Và chúng ta cũng đã khép lại ngày thi đấu.